Thưa bà con, hôm nay A Đấu về rất nhiều cái sản phẩm về ruột lưỡi thái này rất là đa dạng, dùng để đánh biển, đánh hồ, đánh đầm. Thì dòng lưỡi này có cái đặc điểm của nó là cái sợi cước rất là lớn cho bà con, cước 2.5. Thì ở đây có cái mắt lưới 9 phân, có nghĩa là then 4.5, then 4.5, cước lại 2.5. Vì thế mà bắt cá ở đây đánh biển rất là thích hợp cho bà con. Hoặc là 10 phân, đây bà con thấy không, 10 phân cước cũng 2.5. 12 phân cước 2.5. Cước ở đây rất là lớn nha bà con nha, cước rất là lớn, đánh hồ đánh đầm là phù hợp cho bà con, đánh những con cá từ 1 cân đổ lên. Tiếp theo đó là 14 phân, 16 phân và 20 phân cũng cước 2.5 cho bà con. Cái chiều cao của lưới ở đây nó là phụ thuộc vào bà con đặt đặt hàng, thì A Đấu đã làm theo cái chiều cao cho bà con. Cái đặc điểm ở đây là cái cước 2.5 ở đây phù hợp cho bà con đánh ở biển này, đánh những con cá tra này, ở trong miền Tây anh em bà con hay đánh những con cá tra rất là lớn. Vì thế mà phải bắt buộc cái yêu cầu của sợi cước ở đây nó phải là dai, chắc và bền. Dòng cước ở đây nó là cước 2 nút. Thì dòng cái cước này á, sờ nó rất là mát và rất là mượt, đảm bảo cho bà con đánh những con cá to và khỏe, nó sẽ giữ được lưới. Ngoài cái dòng lưới cước này ra thì A Đấu còn có rất nhiều các sản phẩm khác về dòng lưới ruột, lưới cước và lưới dù, đảm bảo và đáp ứng được đầy đủ cho bà con khi bà con có nhu cầu. Nếu như bà con muốn đặt những cái sản phẩm lưới đánh cá cao như thế nào, dài như thế nào, liên hệ với A Đấu. Tại vì bây giờ A Đấu đã về những cái mắt lưới từ 9 phân đổ lên mà đã có cước 2.5 để đáp ứng cho bà con rồi, thì không phải suy nghĩ vấn đề gì nữa. Kính mong bà con liên hệ đặt hàng. Xin cảm ơn bà con.